Hey hey, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nếu như những bạn nào mà có xem những video mini world của Phong á, thì mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn cũng biết tới một cái nhân vật rất là thường hay xuất hiện trong những video mini world của mình. Đó là một nhân vật vô cùng ngáo ngơ, hài hước, đặc biệt là vô cùng xấu trai luôn nha. Và nó luôn tìm mọi cách để join hero team. Mấy bạn có biết nhân vật đó là ai chưa? Đúng rồi, đó chính là nhân vật ngựa mặt ngu mấy bạn ơi. Và bây giờ, ngựa mặt ngu đã không chỉ có trong mini world nữa, mà nó đã xâm chiếm qua cả thế giới Minecraft rồi mấy bạn ơi. Và hãy cùng với mình xem thử xem ngựa mặt ngu sau khi nó qua Minecraft nó sẽ như thế nào nhé bạn nha. Liệu nó có đi join hero team, nó có phá hero team y hệt như trong mini world hay không ta? Cùng nhau đón xem nha. Cái gì vậy? Ủa, thế giới này là thế giới nào vậy ta? Tại sao nhìn nó lạ quá vậy? Trời ơi trời, sao nhìn nó giống mini world mà nhìn nó cũng là lạ, nó cũng khác khác mini world vậy ta? Cái gì kỳ vậy? Ủa mà khoan từ, cái ngôi làng này là ngôi làng của ai nhìn lạ quá nha? Rõ ràng hình như đây là ngôi làng của tụi Hero Team thì phải. Có ngôi nhà màu xanh, nhà màu vàng, nhà màu hồng nữa nè. Gì đâu mà nhiều nhà vậy? Hay chẳng lẽ bọn bên Hero Team bọn nó qua bên gọi là thế giới Minecraft bọn nó không rủ mình ta? Cái gì mà anh em tốt gì mà kỳ vậy? À mà khoan, mình có phải là anh em của tụi nó đâu. Hey, tụi mày dám qua bên Minecraft mà không rủ tao hả? Ngựa mặt ngu tao đây sẽ gọi là cho tụi mày biết tay. Ngựa mặt ngu xâm chiếm thế giới Minecraft. Yeah. Thì ra đây chính là ngôi làng của tụi trong Hero Team. Hèn gì mình thấy ngôi làng này quen quen. Có đầy đủ màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu hồng. Trời ơi là trời, cái ngôi làng gì đâu mà nhìn ý như cầu vồng vậy. Nhìn thấy ghét. Còn cái tiệm này chắc là tiệm bánh của con nhỏ mèo Simmy nè. Thôi, nhìn cái tiệm bánh nhìn nó dễ thương, nhìn thấy ghét quá. Thôi, để mình lấy trộm hết bánh của nó luôn. Ok, đập hết đống bánh này của nó đem về nhà. Đập hết luôn. Ôi còn mấy cái bánh kem đằng sau lưng với lại trái cây nữa đem về nhà luôn. Đập hết luôn. Ê, rồi ok. Ủa mà khoan, từ thằng Simmy đi đâu ta? Để mình chạy vô nhà nó xem thử coi. Chạy nhà nó. Nó đi đâu rồi ta? Nhà của nó có con bé chó gì kìa. Đây là con bé mưa. Đúng rồi, con chó đây là con bé mưa nè. Ngày xưa nó hay sủa mình lắm. Mình đi đến nhà Simmy là thấy mình nó sủa mình hoài à. Thấy ghét. Để mình bắt tóc nó luôn. Để lấy cọng dây thòi đầu nó bắt. Mình bắt nó đi luôn. Ok, đánh mày nè. Đi theo tao mày, nhanh lên. Đi theo tao mày. Thôi bây giờ mình đánh nó luôn. Mình đánh nó, mình đem về nhà luôn. Đánh nó đem về nhà. Đem về nhà luôn. Hey, còn cái nhà màu vàng the này hình như là nhà của tên Mr. Dịch thì phải. Ui, nhà tên Dịch này có nuôi heo nè. Cái gì đâu mà nuôi nhiều heo quá vậy? Trời. Ôi, dạo gần đây á mình cũng hơi đói bụng, qua bên Minecraft xong đi vòng mãi chưa kiếm được cái gì ăn hết. Hay là bây giờ mình nướng mấy con thịt heo mình ăn ta? Ok. Để lấy lava ra nè. Đây lava nè, đổ hết vô nướng mấy con heo lên. Mày hả mày? Chạy thôi. Ủa mà khoan, ủa còn cái nhà của ai đây? Hình như nhà của tên Siro thì phải. Nhìn cái nhà đen thui hồi lùi là biết rồi. Ủa mà khoan, tại sao nhà nó đẹp quá vậy? Ủa, tính ra từ bên mini world nó cũng giàu ơi là giàu, mà qua bên Minecraft nó cũng giàu ơi là giàu luôn là sao vậy ta? Sao nhà nó đẹp quá vậy? Không thể nào chấp nhận được. Nó còn mua xe nè. Cái gì mà nhà nó có cái xe đẹp quá vậy? Ôi trời, mình nghèo muốn chết à, mà tại sao thằng Siro này nó lại giàu đến như vậy? Không thể nào chấp nhận được. Ôi trời, mình phải đặt TNT mình phá cái nhà đó mới được. Ok, phá hết, ta ganh ghét ta phá luôn. Đặt TNT, đặt hết, ta phá hết, không chừa lại gì luôn. Còn cái xe, đặt xung quanh cái xe luôn cho nổ banh cái xe luôn. Ok, rồi chuẩn bị đốt lên thôi. 3, 2, 1, cùng nhau đốt lên nào mấy bạn ơi. Buồn rồi mà sao còn. Nhìn lên chân nhà rồi quay qua, rồi quay vào, quay xuống, quay lên, quay tùm la. Trời. Cái bài của anh Sơn Tùng hát khó quá ta. Trời sao hát khó dữ vậy trời. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Ta-da! Thì hôm nay nè anh em ơi, anh em thấy gọi là skin của mình có gì là lạ không anh em? Đấy, cho anh em ngắm qua cái nè. Đố anh em thấy là skin của mình có gì là lạ nè. Bạn nào đang xem mà biết rằng là skin của mình đang có gì đó mới thì bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Bạn có 5 giây để bình luận nha. 5, 4, 3, 2, 1.
Đúng rồi, bạn nào mà đoán là cái mắt kính của mình là đúng rồi đó. Bạn thấy trên đầu mình có gì không? Đấy, mình mới vừa sắm cho mình một cái mắt kính mới bạn ơi. Bạn thấy cái mắt kính đẹp không? Đẹp quá trời đẹp đúng không? Đeo vô cái thôi thấy đẹp trai rồi. Tính ra mắt kính nó nhìn y hệt như mắt kính bên Mini World của mình luôn các bạn. Ok, rồi. Và hôm nay nữa bạn ơi, mình đang gọi là hơi buồn buồn xíu. Không biết dạo đây làng Hello Team mình không hiểu sao á, cảm giác kiểu như là nó cứ bị im ắng á mọi người. Nó không, nó quá yên bình, nó không có gì vui hết. Mọi người cũng không ai rủ nhau đi chơi hay hết. Buồn ơi là buồn luôn. Hey, trời ơi, có bé Cam nào ơi. Hello bé Cam, dạo này con khỏe không bé Cam? Ủa sao mình nhìn mặt mày buồn quá vậy? Mày chết à, đúng rồi, từ sáng giờ mình quên không cho bé Cam ăn mấy bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Hey, mấy bạn ơi, bạn có biết gì không? Không hiểu sao dạo này Sammy rất là hay buồn luôn bạn ơi. Bạn biết sao Sam buồn không? Là do bạn không qua kênh của Sam xem video ủng hộ cho Sam á, cho nên Sam rất là buồn luôn. Chứ bạn hãy nhớ là hãy qua bên gọi là kênh của Sam xem video của Sam và ủng hộ cho Sam nha mọi người nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. À, còn bé Cam thì thôi chắc giờ mình cho nó ăn đi. Đó, nhìn mặt nó cũng buồn hiu nè. Nó thấy chị Sam buồn xong mặt nó cũng buồn hiu luôn. Thôi ăn đi, ăn đi con. Nè ăn đi. Cá nè. Đấy, cho mày quá trời cá luôn á, ăn đi ăn đi. Đấy, ok. À, có thêm sữa nè. Tao mới mua cho mày thêm thùng sữa nữa. Ở tha hồ mà uống nha. Ăn đi. Ok. Rồi, ăn xong mình nằm ở đó nha, không được đi đâu hết trơn nghe chưa? Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đi vòng vòng mình tham quan làng, không biết hôm nay trong làng mình có gì không ta? Mày ăn đi con, mày không ăn làm sao mày mập téo to tròn như Timmy được? Trời ơi là trời. Ủa vậy tê, anh làm gì mà sao suốt ngày anh cứ gọi là so sánh con heo giống Timmy hoài vậy? Ủa? Trời ơi, bây giờ lấy Timmy làm biểu tượng thì mấy con heo mới có động lực để phấn đấu chứ làm sao bằng Timmy được. Lao lao, tại sao anh dám body Samsung hả? Trời ơi, anh dịch này thật là không thể nào chấp nhận được mà. Ê, ủa nhưng mà khoan, tính ra bọn em đã cấm dịch không cho dịch nuôi heo trong làng mà sao dịch vẫn cứ nuôi trong làng vậy hả? What? Ơi, cấm nào cấm gì, ai cấm đâu. Trời ơi, bia anh đâu đâu có hứa với mọi người là anh sẽ không nuôi heo nữa đâu, anh chỉ hứa là anh sẽ dọn vệ sinh chuồng heo thôi mà. Trời ơi, anh có biết không, lần trước á anh nuôi heo á, xong mấy con heo nó ị xung quanh làng à, thúi quắc quắc luôn. Trời ơi trời, nghe nó thúi gì đâu luôn. Trời, bây giờ bọn em không cho anh nuôi nữa, xong bây giờ anh vẫn nuôi là sao hả? Thôi, vì đơn giản là anh đâu có hứa là anh không nuôi đâu. Anh chỉ hứa là anh hứa là yêu em suốt đời. Tào lao, tào lao. Hứa gì yêu suốt đời vậy tào lao? Thôi, anh hứa là yêu heo suốt đời thì cho anh nuôi đi. Với cả anh cũng đã dọn dẹp chuồng heo nè. Thấy không, từ sáng giờ anh đâu có làm gì đâu. Sáng dậy mở mắt xong bánh răng rửa mặt xong cái luôn. Không ăn sáng luôn, không bật Discord, không quay clip gì hết luôn. Đi dọn chuồng heo xong mới làm tiếp. Trời ơi, thôi được rồi, bọn em sẽ cho dịch nuôi heo. Nhưng mà nhớ là phải dọn dẹp sạch sẽ nha. Không được gọi là để cho heo nó ị lung tung nghe chưa. Ờ, chuồng heo của anh bao sạch, nếu mà thấy hôi cái thì thôi, anh lại thịt heo tiếp, tặng Phong Cận 10kg thịt heo ăn chơi được không? Ờ, ok, vậy được đó, sắp có thịt heo ăn rồi bạn ơi. Ủa mà khoan, ủa, xin làm gì ta? Hello Simmy. Trời ơi, Phong không làm gì vậy? Ôi, bé mua đừng giận, trời ơi, anh Phong đánh chị xíu à. Trời ơi, ông biết ông đánh tôi một cái và con gọi là con mưa nó nhìn ông mặt ánh mắt viên đạn không? Trời ơi, tính ra là bé mưa dạo này giang hồ quá ha, quýnh tôi hù chị Sim của bé mưa có cái ha. Bé mưa nhìn tôi vậy luôn hả bé mưa? Ủa nhìn trời mà chằm chằm luôn. Ơi, đương nhiên bé mưa rất là bảo vệ tôi nha, bé mưa cực kỳ thông minh luôn. À trời ơi, bé mưa dạo này béo tốt ha. Bé mưa mà làm thịt thì chắc cũng được mấy dĩa. Ông nói gì vậy? Bé mưa tôi phải đi làm thịt nha. Thôi tôi giỡn xíu mà. Nếu những bạn nào mà có coi kênh của mèo Simmy thì chắc các bạn cũng quá là quen thuộc với nhân vật bé mưa này rồi đúng không các bạn? Bé mưa là một gọi là trong những chú chó xuất hiện rất là nhiều trong những cái tập phim của mèo Simmy luôn. Mưa ăn no nha mưa. Ok anh đi đây, tạm biệt mưa, tạm biệt Sim. Ok. Bye. Còn bây giờ mình sẽ qua bên nhà Siro để xem Siro đang như thế nào các bạn ơi. Không biết Rô giờ này đang làm gì ta. Ui, hình như ổng bên kia các bạn. Ôi cục cưng. Trời ơi, trai sao mới mua tay. La. Cục cưng của ba. Trời gửa. Trời đẹp quá trời đất mà cục cưng. Trời ơi trời, làm cái gì mà sáng sớm úp cái mặt vô cái xe vậy? Ui, mới mua xe mới luôn nha. Ghê vậy ta. Trời ơi, Phong là người đầu tiên gọi là nhận ra anh mua xe mới trong làng luôn. Đẹp không? Quá đẹp, trời, thấy cái xe hơi là thấy xịn rồi đó. Ủa mà mua xe này đắt tiền không anh? Không đắt, Shopee sale 99%, có 50.000 chiếc à. Trời, xe đâu có 50.000 chiếc, ông nội tôi cũng không dám chạy nữa trời. Nghe thấy ghê quá. Thôi, anh để dành, anh chạy mình anh nha, em không thèm chạy đâu. Rồi trời, xe người ta mua 50 triệu, mua 500 triệu,
mua 1 tỷ, 5 tỷ. Trời ơi, nghe còn được, cái đây xe mua 50 ngàn, ai dám chạy. Ok, hey, thôi, nói chung là dạo hôm nay mình cảm thấy anh làng Hello Team của mình đó bạn, cảm thấy rất là yên bình luôn. Không có gì gọi là tai nạn xảy ra, cũng không có cái gì gọi là nguy hiểm xảy ra hết. Cảm giác thật là thoải mái quá đi. Hey, thôi bây giờ chắc mình về nhà mình ngủ luôn đi. Chứ giờ làng Hello Team yên bình quá, không có gì để quay hết trơn á. Hey, về nhà thôi. Wow, wow, trời ơi là trời, dạo gần đây cái series bạn gái tôi là phù thủy được nhiều view quá ta. Mấy cái video Minecraft của mình thì cũng được quá trời view luôn. Trời ơi trời. Hey, cảm ơn tất cả những bạn nào đang xem video nè. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cho cái series bạn gái tôi là phù thủy và đã xem gọi là video ủng hộ cho mình nha. Ôi trời, dạo gần đây á, kênh của Phong á, video của Phong được lên top 1 nè, top 2, top 3 thịnh hành luôn. Trời trời, ghê thiệt luôn á trời. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Yêu mấy bạn vãi nồi luôn. Trời trời, vui ơi là vui. Hey, thôi, chắc là giờ mình phải vô mình quay Minecraft tiếp cho các bạn xem. Ok, mình sẽ chơi Minecraft trong Minecraft nha các bạn nha. Bật game Minecraft lên nè. Đấy, ok. Rồi chuẩn bị quay video cho các bạn xem nha. Đấy. One eternity later. Trời ơi, bão táp mưa ông mới cái gì vậy? Theo tôi nó cháy rồi. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà la ông sầm vậy dịch? Trời ơi, cái gì từ từ đi qua coi coi. Ôi, cháy chuồng heo. Trời ơi, tại sao chuồng heo nhà dịch bị cháy vậy? Trời ơi, mấy bạn ơi, chết rồi, chuồng heo nhà dịch bị cháy các bạn ơi. Trời ơi, thấy chưa? Hồi sáng nay đã bảo đừng nuôi heo nữa mà. Tự nhiên nuôi heo chi xong chuồng heo bị cháy luôn. Ôi trời. Chập lửa. Nhanh lên. Trời ơi, cháy heo hết rồi, sống sao nữa, Trọng ơi, cứu anh ơi. Đây, em đang qua để tới. Lẹ lên, lẹ lên. Trời, xong luôn. Ê, dập lửa. Em muốn nhầm con heo. Em chết rồi kìa. Dập lửa đi. Dập lửa mọi người, dập lửa. Trời ơi. Đây con. Trời ơi là trời, may quá còn được hai con heo. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, thiệt luôn á trời. Anh dịch này, tại sao dịch lại hậu đậu vậy hả? Tại sao xém nữa là cháy làng luôn á, giờ thấy chưa? Trời ơi, cháy gì ai biết đâu. Trời, hôm nay anh vừa mới ngủ dậy á, anh nghe thấy cái mùi gì thơm. Anh ra ngoài cửa thì thấy heo ăn nó thành thịt heo què rồi. Trời ơi, ủa sao nhiều thịt heo quay vậy? Cho xin ít nha. Trời ơi, cháy là mười mấy con heo, trời nhiều thịt heo quay chứ muốn cái gì nữa. Ôi trời ơi bạn ơi, tự nhiên không nhà dịch bị cháy cái đầu chết hết mấy con heo, xong cái giờ mình có thịt mình ăn ướt. Ước gì ngày nào cũng bị cháy thịt heo ha. Mất dạy rồi. Thôi không sao đâu anh. Em nói anh nghe nè, vẫn còn một con heo mà. Đó, chúng ta nha. Chết. Rồi xong luôn. Mệt thế không? Sáng sớm thức dậy bị ai hãm hại mất mười mấy con heo. Còn con cuối cùng chưa kịp lai giống thì thằng Rô nó giết mất rồi. Chống làm rồi xong luôn rồi. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi, tội nghiệp dịch quá các bạn ơi. Dịch từ nay là phá sản rồi, không còn heo để nuôi nữa rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn. Còn con cuối cùng. Anh ơi, để anh nói anh nghe nè. Còn có con cuối cùng lai giống không được đâu. Giết luôn làm nồi lẩu ai tối nay đãi em ăn. Trời ơi trời, còn một con cuối cùng ông Rôn cũng giết luôn. Thôi mà khoan từ, cháy, bị cháy nó có lan qua nhà Sim vậy, có sao không vậy? Không có. Ủa đây mưa tôi đâu rồi? Ủa? Rồi sao mẹ mưa thành con chó thui luôn rồi. Ôi, trời, mấy bạn ơi, có khi nào bé mưa bị cháy luôn không? Trời ơi, Sim ơi, có khi nào bé mưa bị cháy không? À, làm gì có, trời hồi nãy tôi xích bé mưa ở đây. Không thể nào mà cháy được. Nhìn nè, thổ cây nếu mà nó lan ra thì nó phải cháy hết cái đống này chứ hoa vẫn còn mà chó chết là sao chơi được. Bé mưa tôi đâu hết trơn rồi, bé mưa bị mất rồi. Ê, bình tĩnh Sim ơi, bình tĩnh, tôi nói Sim nghe nè. Bình tĩnh thôi nè, Sim ăn thịt đi, nín, nè, bình tĩnh đi. Ê, tôi nói Sim nghe nè. Chắc là con bé mưa thấy cháy cho nên nó sợ quá, nó chạy đi đâu đó thôi chứ không có gì đâu. Bé mưa sợ cháy mà, sợ lửa mà đúng không? Không, bé mưa tôi không sợ lửa, nó sợ nước thôi à. Ủa kỳ vậy? Ủa? Vậy là chỉ còn lại một trường hợp duy nhất thôi. Trường hợp gì anh? Mất chó mà còn lại cái chuồng. À, xong rồi đó em. Rồi xong rồi. Vậy là có ai đó cầm phóng lợn chạy qua gọi là trộm chó của Sim rồi, trở là trời chết Sim rồi. Xong luôn. Bé mưa ơi, em bị bắt cóc nữa rồi. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, vậy là từ nay chúng ta sẽ thấy bé mưa trong tiệm thịt cầy. Ông Sim tôi đánh đâu không? Trời ơi là trời. Thôi Sim bình tĩnh, Sim đừng có khóc vậy không? Bình tĩnh đi, nín đi, đừng có khóc. Nói chung là bọn tôi sẽ cố gắng kiếm lại bé mưa cho Sim, cho nên đừng có buồn nha. Ok, cảm ơn ông. Đốt lên thôi. Đốt nè. Đốt lên. Đấy, đốt lên hết. Chạy. Chạy. Ủa mọi người ơi. Ủa, mọi người có nghe cái tiếng gì nổ không ta? Hình như tôi mới nghe cái tiếng gì nó nổ. Trời phải. Ơi, bão táp mưa sao cái nhà của tao. Ủa, cái gì vậy?
khổng lồ luôn, to quá trời luôn nè. Rồi xong luôn. Cái nhà rô nè. Trời ơi là trời, nhà rô bị nổ rồi các bạn ơi, banh chành bành luôn. Trời trời. Ôi cái gì kỳ vậy? Ủa khoảng từ, rồi còn cái xe đâu rồi? Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Cái xe với một cái kiếng này xong rồi. Rồi xong luôn cái xe, giờ chỉ còn có cái bánh xe thôi dịch ơi. Trời là trời. Ủa mà khoan, sao tự nhiên hôm nay trong làng mình tự nhiên không xuất hiện nhiều chuyện của ta? Hết nhà dịch bị cháy nè, đến nhà Sim thì bị gọi là trộm chó mất tiêu bé mưa luôn, rồi đến nhà rô thì bị cháy, cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên gì trong làng mình gì gặp tùm lum chuyện vậy ta? Ủa theo phán đoán của anh, thứ trụ siêu nhân Simmy bị mất chó, dịch bị cháy heo, Phao Chiro thì bị đốt nhà nổ nhà, bên Phao cũng bị đánh. Phán chỉ có một cái gì, cú phán chỉ có một. Mọi người đang nghi ngờ em á, em nói cho mọi người nghe nha, em không phải là thủ phạm gọi là đốt nhà hay là bắt trộm chó hay là gọi là làm nổ nhà của Siro nha. Em là một người bình thường. Phải là Phong, chắc chắn là phải là người liên quan đến Phong. Đúng rồi. Sammy cái đầu ông không ấy. Không phải Sammy được. Nếu mà Sammy làm sao Sammy bắt khóc bé mưa của Simmy được? Chứ ai? Chứ anh nghĩ là ai? Đúng rồi, thủ phạm sau cùng chính là bé Cam. Trời, bé Cam sao nó biết đốt nhà ba tàu lao? Ê trời, hey, vậy rốt cuộc thủ phạm là ai ta? Mọi người có biết không mọi người? Ủa gì vậy? Cười ghê. Ôi cái gì vậy? Cái con kia mày là ai? Sao mày đứng trước nhà tao vậy? Ôi. Trời ơi, tao là ai? Tao là ai hả? Mày nhìn vào cái mặt tao mà mày không biết tao là ai hả? Phong Cận TV à đâu? Phận Công TV. Ê cái thằng kia, tao là Phong Cận nha, chứ không phải là Phận Công nha. Mà mày là ai vậy? Sao mày đặt TNT vô nhà tao? Trời ơi, mày nhìn mặt tao một lần đi, tao quay 360 độ cắt quốc cho mày coi tao nè. Nhìn đây, tao tuyên bố giới thiệu lại một lần thứ N với mày. Tao là ngựa đẹp trai. Tao nhớ mày rồi, đâu mày đứng im coi, tao coi coi. À, nhìn cái mặt của nó là mình nhớ rồi bạn ơi. Mày đừng có quay lại cái miệng mày to, tao thấy được cái mặt của mày. Ok, thấy rồi nha, nhìn cái đầu của mày xanh lét, cái môi đỏ chót, cái mắt lồi ra, tao biết mày là ai rồi. Mày chính là... Ê, sao mới vậy? Tao đẹp trai mà mày mô tả tao kiểu xúc phạm mày thích body xăm đúng không? Mày chính là ngựa mặt ngu đúng không? Ê, ngựa mặt ngu à, tao nói lại cho mày nè, tao là ngựa đẹp trai. One more say, ngựa đẹp trai. Ê, ngựa mặt ngu. Mày là ngựa mặt ngu. Ngựa mặt ngu. Trời ơi, trời. Mày tin bây giờ tao cho đổ banh cái nhà mày không? Ê, bình tĩnh. Ê, nhưng mà khoan, tại sao vậy hả? Tính ra là tao nhớ là mày chỉ có ở bên Mini World thôi mà, tại sao mày lại qua được bên Minecraft? Trời ơi, tại sao tao lại qua được bên Minecraft à? Bên Mini World tao là đứng chúa trời của làng Hero Team. Nay Hero Team ít quay Mini World thì tất nhiên ta phải qua đây để tìm vị trí đấng chúa trời Minecraft rồi. Trời ơi trời. Trời mấy bạn ơi, thật không ngờ cũng có một ngày con ngựa mặt ngu. À không, con ngựa mặt ngu. Con ngựa mặt ngu. Là con ngựa mặt ngu các bạn. Không ngờ cũng có một ngày nó đã xâm chiếm thế giới Minecraft. Trời trời, mình cứ tưởng là nó chỉ có bên Mini World thôi chứ bọn mình đã trốn nó qua bên đây rồi mà nó vẫn qua bên đây được. Vậy là từ nay hàng Hero Team lại tiếp tục xuất hiện thêm một hàng chuyên gia đi phá hoại nữa rồi các bạn ơi. Không thể nào chấp nhận được. Mày thích nói xấu tao trước mặt 1.500.000 khán giả không? Mày thích bêu xấu tao không? Để tao cho chúng mày một cơ hội nè. 1, 2, 3, 4. 4 đứa mày bây giờ á, quỳ xuống xin tao, van xin tao tha đi thì tao sẽ tha, cho không tao sẽ đốt nhà mày nè. Ê, còn lâu nha, mày nghĩ tao là ai vậy? Dù vậy tao cũng là YouTuber Phong Cận TV gần 2 triệu sub. Nghĩ sao tao lại phải quỳ xuống trước một con ngựa mặt ngu như mày? Tao cho mày hỏi là mày lại một lần cuối à? Bây giờ mày có chịu đọc tên tao là ngựa đẹp trai không? Không, ngựa mặt ngu. Ngựa đẹp trai. Mày là ngựa mặt ngu. Đúng không Sim? Ngựa mặt ngu. Ê, nhà của tôi. Không. Ây da. No, nhà tôi. Trời, nhà của tôi. Ôi, trời, Sim ơi. Bé mưa kìa. Nhà của tôi. Ê, trả đây. Con ngựa kia, đứng lại trả ngựa mặt ngu đây. Trời, xong rồi. Tao giống chắc đứng lại trả cho mày không? Đứng lại, trả bé mưa đây, con ngựa mặt ngu kia. Rồi xong luôn, chạy mất tiêu luôn. Còn cái nhà của tôi nữa. Bé mưa của tôi bị ngựa mặt ngu mất lấy mất tiêu rồi. Ôi, Sim ơi, bình tĩnh. Giờ
bình sao tĩnh. Bây giờ trời ơi trời, bây giờ sao đấy bạn ơi? Nhà của anh Dịch đó thì bị cháy hết bầy heo, nhà của Sim thì bị lấy trộm bé Mưa, bị trộm chó mất tiêu rồi, nhà của Rô á thì bị gọi là bể nhà nổ nhà, giờ nhà mình cũng bị nổ luôn. Trời trời, vậy là con ngựa mặt ngu nó đã xâm chiếm thế giới Minecraft rồi bạn ơi, thật là kinh khủng, không thể nào chấp nhận được mà. Thì bây giờ phải làm sao đấy bạn? Không ơi, sao anh? Mình phải đứng lên để mình trả thù lại nó mới được. Chứ bây giờ nó cho hai anh em mình chung số phận kìa, nó đang có ẩn ý gì không? Không được, nó chơi xúc phạm anh em mình kìa. Trời ơi trời, nó đốt nhà em với anh luôn rồi đó, bực ghê luôn á trời. Hey, mấy bạn ơi, nếu như bạn nào mà có một ý nào đó hay, cách nào đó hay để có thể bắt được con ngựa mặt ngu vậy á, các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ con ngựa mặt ngu này nó thông minh lắm bạn ơi. À không, thật ra nó rất là ngu luôn, nhưng mà trong cái chuyện ngu của nó thì nó rất là quậy phá, cho nên là nó cũng hơi kiểu người ta gọi là gì nhỉ? Nó kiểu nó ranh ma á bạn. Cho nên là các bạn nhớ, bạn nào có cách nào mà có thể bắt được nó thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ giờ mình không biết cách nào để bắt được con ngựa mặt ngu hết. Với lại là phải tìm cách để gọi là lấy lại bé Mưa cho Simmy nữa. Bé Mưa bị bắt cóc mất tiêu rồi, tội nghiệp Sim quá. Trời ơi là trời. Hey. Ok, rồi, thôi, bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta cũng phải đi kiếm bé Mưa thôi. Trời trời, đuổi theo ngựa mặt ngu kiếm bé Mưa xem ơi. Bé Mưa ơi. Bye.